Chào bạn, nam sẽ hướng dẫn qua cái cách xác định cái iPhone 6S nó bị lỗi HDD và cái cách để thay thế cái ổ cứng của cái iPhone 6S ha, dựa trên sự support của cái phần mềm ACT BCRS 64 bit mới nhất sử dụng mainboard iPhone 7, có thể đổi boot và đổi Xeon cho iPhone 7 luôn mà không có bị lỗi mất rung. Rồi thì các bạn nhận được cái iPhone 6S đúng không? Nó bị tình trạng là mất nguồn, dính EPU hoặc là treo cáp để gì đó, các bạn sẽ cắm cáp vào và các bạn sẽ chọn ship restore và chọn cái file mới nhất để restore cho nó. Rồi đây là cái khúc nó extracting ha, cái khúc mà extracting file nghe nó bung file ra, cái khúc này mà nó lỗi gì đó là các bạn xem là cái máy tính của mình ha, có thể đổi qua một cái máy tính khác. Khúc này nó chỉ bung file ra thôi và thường nó sẽ lỗi do ổ cứng bị đầy. Rồi cái khúc này đây thì các bạn sẽ thấy nè, cái iPhone chúng ta nó sẽ lên táo xong rồi có thể nó đỏ màn hình nó tắt, hoặc là lên táo nó tắt, hoặc là lên táo xong rồi nó lên thanh ngang, đúng không? Lên thanh ngang mà đứng nó hoài luôn. Thì lúc này thì cái iPhone nó sẽ báo lỗi như là 4013, hoặc là lỗi 9, hoặc là 2009, hoặc là lỗi 6. Nói chung là tùy theo cái tool và tùy theo cái hệ điều hành và các bạn sử dụng nên không có nói được. Nhưng mà các bạn lưu ý ha, khi mà nó nằm ở cái thanh trạng thái nó nằm ở đây, có nghĩa là nó vừa mới extracting file ra và nó lên được táo, hoặc là nó lên được táo xong rồi nó lên được cái thanh ngang, là có nghĩa là RAM và CPU có thể là ok rồi. Thì lúc này các bạn có thể dựa vào cái bộ cấp nguồn á, các bạn đưa vô cấp nguồn, các bạn cấp và các bạn bấm nhẹ một cái sẽ mới lên dòng để EPU tốt hay không. Nếu mà dòng để EPU tốt có thể đâu cứng, mà dòng để EPU hơi cao thì có thể nó sẽ bị chạm IC USB hoặc là nó bị chạm áp cấp chỗ cứng gì đó, thì chúng ta sẽ dựa vào đó để chúng ta tiếp tục ha. Rồi còn ở trường hợp này thì dòng để EPU rất là tốt các bạn ha, bấm một cái thả ra dòng để EPU tốt thì các bạn có thể xem hiểu rõ hơn về dòng để EPU trong cái web icfix.solution, web để học sửa iPhone của mình các bạn ha. Rồi thì các bạn khi mà nó mà restore nó báo lỗi, lúc này nó báo lỗi gì kệ nó các bạn ha, thì nó đã lên được táo và lên được thanh ngang thì có khả năng là lỗi ổ cứng rất là cao, nếu mà cái dòng của chúng ta bấm lên là dòng EPU đẹp đúng không. Rồi thì lúc này các bạn sẽ đục cái ổ cứng cũ ra, và đục cái ổ cứng cũ ra đục như thế nào các bạn cũng đã biết, các bạn xem rất là nhiều clip về liên quan đến ổ cứng rồi đúng không. Đục ra và chúng ta sẽ đọc lại cái data, chép data và chúng ta nạp nó vô cái ổ cứng mới. Thì ở đây với cái sự hỗ trợ của cái phần mềm và cái tool ACT BCA Express 64 bit ha, mình sẽ bắt đầu mình sẽ đục cái ổ cứng của iPhone 6S bị lỗi ra, gắn vào cái đế. Rồi sau đó cắm cáp và bật cái phần mềm lên. Thì những cái ổ cứng này có thể nó bị lỗi khi mà restore, nhưng mà khi mà các bạn sử dụng cái phần mềm để các bạn đọc cái thông số ổ cứng nó vẫn còn giữ được cái thông số ha. Thì các bạn chỉ việc copy và các bạn sao để thành một cái file và các bạn nạp qua cái ổ cứng mới thôi. Rồi các bạn để ý không? Nó đang ở chế độ read và write ổ cứng ha, còn EPU là chế độ restore. Read và write. Cắm cáp vào và bật cái tool ACT lên. Nó rồi update cái nó, khi mà rảnh thì update, còn không thì nhấn no để làm việc tiếp. Rồi chúng ta sẽ chọn bên này là dành cho iPhone 6 6 cộng, bên này là dành cho ổ cứng iPhone 6s trở lên các bạn ha. Rồi các bạn nhấn vào cái support để chọn bọt cho nó, các bạn xem để hiểu rõ hơn xíu xíu về cách làm thôi. Còn khi mà cái sử dụng cái tool này như thế nào, lúc mà các bạn mua tool á, cái người bán á, họ hỗ trợ cho các bạn từ A đến Z hết, rất là dễ. Sau đó bạn read thông tin ổ cứng, read được không, không ổ cứng mặc dù restore không có được, nó báo lỗi, nhưng mà read thông tin nó vẫn còn y nguyên, các bạn thấy chưa. Rồi chúng ta sẽ save cái thông tin này lại thành một cái file và các bạn đặt tên cái file của nó cho dễ nhớ, phải không? Nó save với cái số Xeon đó, cũng chúng ta cũng khó mà sai lệch được, nhưng mà chúng ta nên lưu ý thêm một vài cái lưu ý để cho dễ nhớ đây. Rồi save một cái thư mục nào đó mà các bạn nhớ, còn thấy chưa, save desktop. Rồi lúc này thì mình sẽ rút cáp ra và tháo cái ổ cứng ra, sau đó mình sẽ bỏ cái ổ cứng mới vào. Thì các bạn có thể là bỏ ổ cứng 16GB hoặc là 64GB hoặc 128GB gì đó ha. 6S và 6S Plus nó sẽ chung,
Thì mình khuyên các bạn là nên đổi những cái ổ cứng như nó cùng đời ha, dù sao S, S LED. Rồi ok, đổi qua đổi lại, đổi boot qua lại, 7 7 LED đổi boot qua lại, hoặc là các bạn hãy sử dụng ổ cứng của iPhone đổi qua cho iPad á, nó sẽ ok hơn ha. Còn cái trường hợp mà chúng ta bí bách quá thì chúng ta mới sử dụng ổ cứng của đời này, chúng ta đổi qua đời kia. Cái như 7 thì đổi xuống 6S rồi. Đổi từ trên xuống nó ok hơn, đổi từ dưới lên. Đúng không? Chế độ read write. Rồi. Chọn bọt một lần nữa. Các bạn thấy thao tác sử dụng nó rất là đơn giản, không đâu có gì khó đâu, cái tool nó làm hết rồi. Chúng ta chỉ biết xài cái tool là được. Còn cái tool này nó làm như thế nào? Cái tool này nó làm sao mà nó tài quá thì kệ nó bạn ha, không cần quan tâm. Tại vì các bạn có quan tâm thì các bạn cũng chẳng làm gì được đúng không? Rồi. Bạn thấy không? Nó rít ra info một cái này là ổ cứng của iPad 5.5 gì đó, có thể là do lúc trước mình đổi boot qua lại để mình làm á. Không cần quan tâm nó là ổ cứng gì ha, rồi bây giờ mình sẽ đổi boot cho nó về lại ổ cứng iPhone 6S. Nhấn vào config chọn 6S. Rồi. Reset config. Bạn thấy không? Lúc này là nó sẽ nạp một cái file 6S lưu sẵn ở trong cái tool này nè, nó nạp vào cái ổ cứng. Cái thông số này là các bạn nạp 10 ổ thì nó cũng ra 10 ổ, 10 cái thông số này thôi ha, chúng ta sẽ phải thay đổi. Thì các bạn có thể thay đổi bằng tay, bằng các bạn nhấn vào các bạn thay đổi bằng tay cũng được, còn không thì chúng ta load cái info bạn thấy không? Chúng ta load cái file mới nãy mà chúng ta lưu á. Đó, các bạn nhấn vào này các bạn đổi thôi, thích đổi gì đổi. Nhưng mà khi mà chúng ta đã có lưu một cái file chuẩn rồi đúng không? Của ổ cứng cũ thì chúng ta có việc load lên. Đó, chọn nó, load nó lên thôi. Đó. Còn thấy chưa? Rồi, sau đó thì các bạn write vào cái ổ cứng mới. Rồi, sau khi nó write ok cái thông số rồi ha, các bạn sẽ xóa xóa đi, nhấn delete xóa đi để read info lại một lần nữa coi nó đã write vô ok chưa. Rồi, write ok rồi thì các bạn nhớ unbuilding wifi một cái ha. Còn cái việc unbuilding wifi làm gì thì các bạn có thể xem thêm cái clip là hướng dẫn thay wifi iPhone 6S của mình á để hiểu rõ hơn cái việc unbuilding cái wifi để làm cái gì ha. Rồi, sau khi các bạn đã nạp vào cái ổ cứng mới ok thì chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ reset thử cái ổ cứng để xem ổ cứng mới nó ok hay không. Bằng cách chúng ta nhấn vào nút màu vàng trên cái tool ACT ha, để nó cái đèn vàng nó hiện lên qua chế độ DFU, là cái chế độ DFU lúc này là chúng ta là có thể là restore để test cái ổ cứng được, tại vì ổ cứng mới chúng ta đâu biết được nó ok không đúng không. Rồi trước khi đóng vào thì cái bộ ACT mới này nó hỗ trợ thêm chức năng này rất là tốt, các bạn chỉ việc chuyển qua DFU và các bạn restore. Thì bộ mới nhất nó sẽ sử dụng cái main iPhone 7 ha, thì các bạn có thể test bộ mới với bộ cũ bằng cách là các bạn nhấn qua cái chế độ DFU và các bạn xem iTunes nó nhận cái main này là cái main gì. Nếu mà nó nhận cái main iPhone 6S thì là bộ này là bộ cũ, mà nó nhận cái main iPhone 7, các bạn thấy chưa, nó nhận main iPhone 7 và chọn file 7 để chạy thì bộ này là bộ mới. Thì các bạn chỉ việc chọn file, chọn đúng file iPhone 7 vẹn mới nhất vào restore, thì các bạn thấy là khi mà cái iTunes nó đã thực hiện và nhận cái ổ cứng, sau đó nó cho restore được một khúc xíu thôi, test một khúc xíu thôi là ok rồi. Các bạn có thể rút cáp ra và các bạn lấy ổ cứng để đóng vào cái main cần đóng ha. Còn nếu mà các bạn có thời gian á, có nghĩa là chúng ta không có gấp rút á, thì chúng ta cứ việc để cho nó rest thôi. Thì đôi khi mà nó rest trên cái bộ đổi, nó rest có, nó đã cho rest to rồi mà đôi khi mà nó có lỗi gì đó thì cũng không sao đâu ha, có thể do nó thiếu app hoặc là cáp kiết gì đó nó không có đúng á, nên nó báo lỗi vậy thôi. Nhưng mà khi mà iPhone nó đã cho rest rồi thì thường cái ổ cứng nó sẽ ok ha các bạn ha. Rồi, thì mình chỉ test cho nó reset một khúc thôi, xác định được cái ổ cứng này nó ok rồi thì mình sẽ tháo ra và lấy bắt đầu đóng vào cái main cần đóng ha. Rồi, và cái bộ tool ACT BCS sử dụng main 7 hiện nay thì cái giá ở thị trường nó nằm ở 9 triệu rưỡi và mình có kinh doanh cái tool này các bạn ha, các nếu mà các bạn có mua các bạn có thể liên hệ mình. Rồi, thì các bạn sẽ bắt đầu các bạn đóng ổ cứng cũ vào, thì cái cách mà đục ổ cứng ra như thế nào cho nó an toàn và nó cho nó hạn chế rủi ro thì các bạn có thể trong cái mục HQ của iSpeed.solution đó, các bạn vào đó các bạn xem ha, hoặc là các bạn có thể lục lọi ngoài YouTube những cái clip cũ của mình á, thì ở trong cái trang web iSpeed.solution đó thì mình có thống kê và mình có vẽ những cái bit solution để tiện lợi hơn cho các bạn làm thôi. Với cái chi phí nói chung là bèo bọt luôn so với mà các bạn bỏ tiền để các bạn đi học cái nghề sửa iPhone mà đạt đến được cái trình độ mình ra ngoài các bạn ha. Rồi, thì như thường lệ ha, mình sẽ cho một ít nhựa thông pha với xăng thơm, thì mình sẽ đưa lên cái main trước và mình khò nhẹ để cho cái main cái nhiệt trên cái main nó tan chảy ra, rồi mình mới đặt ổ cứng lên. Thì lúc này mình chỉ cần khò nhẹ một chút xíu thôi là mình có thể lắc cái ổ cứng ha. Thì như vậy thì cái rủi ro chết ổ cứng nó sẽ thấp hơn, hầu như là không chết các bạn ha, xui lắm mới chết thôi. Rồi,
Sau khi khờ để định vị gâu cứng lại, mình sẽ cho một ít cái nhựa hông nguyên chất vào để cho nó nâng gâu cứng lên nhẹ nhàng các bạn, đúng không? Giống như một chất bôi trơn vậy đó. Các bạn làm cái gì mà nó khô quá thì các bạn làm rất là khó khăn và đau đớn, đúng không? Còn khi các bạn có cho một chất bôi trơn và các bạn làm, các bạn sẽ thấy nó rất là ngọt ngào ha. Sung sướng cho các bạn và sung sướng cho cả cái men luôn ha. Phải không? Mình sẽ lắc nhẹ cái gâu cứng, nó sẽ chạy đi và chạy về đúng vị trí. Các bạn hãy sử dụng chì nhiệt độ hấp á để các bạn làm. Rồi, sau khi các bạn đóng ổ cứng vào thì các bạn cứ việc cắm cáp vào và rét to thôi, đúng không? Sau khi các bạn rét to mà cái máy mà nó lên ok rồi á thì các bạn sẽ acti ha. Thì nếu mà các bạn acti trong lúc acti mà nó báo lỗi gì đó liên quan đến server, liên quan đến quá trình acti á, các bạn nhấn vào cái chữ y ở cái góc cuối, ở góc cuối góc phải màn hình á, các bạn xem email nó có hay không, ai ICCID nó có hay không, nó nhận sim hay không. Nếu mà ba dòng đó nó đều hiển thị là ok mà vẫn acti không được thì các bạn đưa nó về chế độ recovery mode để các bạn coi cái số series các bạn đổi nó có, nó đúng hay không, nó sai hay không. Có nhiều cái ổ cứng nó lỗi, các bạn đổi series ok bạn đóng vô nhưng mà nó cái series đâu có hiện đâu ha, cắm vô tôi nó đâu có nhận đâu, thì lúc bắt chúng ta acti nó bị lỗi, chỉ lỗi chỗ đó thôi. Rồi, như vậy thì mình sẽ tạm dừng cái video clip này ở đây các bạn ha. Cảm ơn các bạn theo dõi cái video này, chào các bạn, chúc các bạn thành công. Và cái vấn đề mà đục ổ cứng như thế nào cho an toàn á thì, và những cái lưu ý á, mình sẽ làm một cái clip riêng rất là chậm rãi và rất là từ từ ha, trong những cái mình sẽ để trong web isofix.solution á. Rồi, và sẵn tiện đây thì cái bộ Acetate Express này mình cũng có kinh doanh các bạn ha. Ở thời điểm hiện nay nếu mà cái bộ này nó sử dụng cái men iPhone 7 là mới nhất á, nó sẽ nằm ở giá 9,5 triệu ha. Còn những cái bộ mà vẹt 1 nó sử dụng men 6S á, nó cái giá nó rẻ lắm, nên các bạn khi mà các bạn mua thì tiền nào của đó thôi. Đúng không? Các bạn mua giá thấp thì các bạn sẽ phải chịu cái rủi ro trong cái giá đó thôi. Rồi.